Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là thầy Ezi đây. Và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game ma, một tựa game kinh dị mang tên là Áo Cưới Giấy nha anh em. Thì link tải đã có trên mốtgame2.com rồi. Anh em có thể vào và tải nhá. Và cái này nó khá là nhẹ thôi, nó chỉ có 90 mấy mê thì phải. Anh em kéo xuống dưới này. Đấy. File APK chỉ có 56,93 mê thôi. Và mình đã cài và mình đã test được ở trên giả lập và trên điện thoại rồi. Anh em cứ yên tâm là chắc chắn sẽ chơi được 100% nhá. Game mình đã thấy bảo khá nổi tiếng anh em ạ. Về độ kinh dị, nó là một game sorry. Nó là một game kinh dị của Trung Quốc anh em ạ. Nhìn xung quanh cho như kiểu đang đám ma à, đám cưới với một con mèo mèo đen anh em. Game theo kiểu point click ạ. Có cả tiếng Việt luôn. Nghĩ lại tôi và Mạc Kỳ quen nhau cũng thật thú vị. Khi ba mẹ bắt tôi phải gặp vị hôn thê tương lai, tôi đã phản đối kịch liệt. Thời buổi nào rồi mà còn tập tục phong kiến như vậy? Sau khi ba mẹ tôi qua đời, theo nguyện vọng cuối cùng của họ, tôi đến thăm nhà của vị hôn thê. Tôi bắt đầu hối hận vì đã không đến gặp cô ấy sớm hơn. Tình yêu của chúng tôi là tình yêu sét đánh, không liên quan gì đến sự an bài của cha mẹ. Chúng tôi yêu nhau cách đây 5 năm, hôm nay là ngày cưới của chúng tôi. Chóng mặt quá, dạo này cứ mơ mơ màng màng, chắc là do bị chuốc rượu nhiều. Hít sâu vào, không thể để mất mặt trong ngày đón dâu được. Mở cửa. Chúng ta phải đeo tai nghe vào anh ạ, thì chắc là mới kinh. Rồi, ok. Hiện tại chưa thấy có gì gọi là ghê gớm lắm. Mới còn ồn ào lắm mà, mọi người đi đâu hết rồi, định trêu mình à? Có phải đang trốn trong phòng chờ mình hay không? Buộc thắt nút, chắc chắn là do Mạc Kỳ nghĩ ra. Cần cái gì đó để cắt dây, nó ở đâu được nhỉ? Ok, cái này là hướng dẫn thôi. Chơi rất thích đựng đồ trong vật chứa, nến vật phẩm, then chốt. Tất cả đặt được trong giỏ tre anh em ạ, ở phía bên kia sân. Chúng ta quay lại sân nhá. Giỏ tre này có một cây kìm anh em nhé. Chúng ta sang bên này, dùng cây kìm để cắt dây. Sợ ui, giật hết cả mình. Mặc kỳ cuối cùng ta đã có được ở bên nhau, cứ như nằm mơ vậy. Sợ thế. Mời tân lang tân nương hành lễ. Nhất bái thiên địa. 11:30 anh ạ. Nhị bái cao đường. Ui. Sao lại hai bức ảnh nhỉ anh em? Hai bức ảnh bố mẹ cô dâu đã chết rồi à? Sao lại thế này? Sao bối cảnh lại nháy mắt đã thay đổi? Phu thê giao bái. Ui. Mà anh em ạ, chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Mạc Kỳ em ở đâu? Khách khứa đâu cả rồi? Điện thoại sao không có tín hiệu vậy? Ninh tử, phục tử, cấu tay mình. Đau quá, không phải ảo giác. Ai đùa dai vậy? Hay là kệ đi, phải đi tìm Mạc Kỳ trước. Cái gì ấy? Trong khay có một số mảnh tiền âm phủ bị xé nát anh em ạ. Cái hộp bị khóa rồi anh em. Một ngọn nến không cháy anh em, ra được một ngọn nến không cháy. Còn cái gì không? Mình nhặt được cái gì thì mình cứ nhặt anh em nhé. Bố mẹ Mạc Kỳ đã mất từ năm ngoái, sao lúc bái đường lại thấy thoáng thấy họ vậy? Hay hiện tại mình say quá? Đây là trên di ảnh phủ đầy bụi anh em ạ. Ok. Đây là ảnh của bố à? Sao trên có cái ông gì ở đây? Một hình nhân giấy có hình dạng như là chủ trì. Ok anh em, đám cưới ma hay cái gì đó, áo cưới giấy nghe. Đây là bên ngoài anh em. Đây có cái mã số. Cái khóa đúng cái kiểu phong cách Trung Quốc à.
cái chạn bát vậy. Đồ ăn cũng bằng giấy. Chuyện quái quỷ đây, gì đang diễn ra đây anh em? Đồ ăn bằng giấy này, đậu phụ giấy này, bánh bao giấy này. Má ơi, một cái vali anh em ạ, cũng có mật mật khẩu luôn, không biết mật khẩu gì. Sử lò sưởi giả làm bằng vải đỏ có ống khói. Diêm anh em ạ. Diêm để đốt cái nến này chăng? Game này là game kiểu giải đố anh em. Có vẻ là cũng hay đấy. Cho có hai đường đi tất cả. Lại hình nhân giấy. Ninh Tử Phục muốn di chuyển hình nhân giấy. Ảo quá. Sao hình nhân giấy còn nặng hơn cả đá vậy? Mình là Ninh Tử Phục anh em ạ. Kéo mãi không di chuyển. Cậu bé hình nhân đang xin tiền lì xì à? Keo thường dùng để dán câu đối ngày Tết anh em ạ. Ok, đây có cây bonsai, chỗ này bị khóa rồi. Cao quá, thiếu một chút nữa là tới rồi. Cô bé cần đòi tiền lì xì, mình không có tiền lì xì thì mình cũng không làm gì được anh em. Fuck, hình như là có cái tiền chúng ta sẽ dùng keo để gọi dán cái tiền này vào anh em ạ. Mình nghĩ là thế. Vãi đạn. Dán kiểu gì? Cái này ở góc này. Cái dán như thế nào ta? À rồi 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 rồi, mình đã hiểu cái cách dán rồi anh em ơi. Mình sẽ cần đưa cái tờ tiền này cho thằng hình nhân anh em ạ. Hình nhân cậu bé. Mà kiểu gì nhỉ? Khá là khó hiểu. Đây chắc là kiểu tiền kiểu này anh em ạ. À đúng tờ tiền âm phủ luôn. Tiền âm phủ đã được dán keo. Hay. Hay. Hấp dẫn phết anh em ơi. Cậu bé nhân đang đòi lì xì đây. Làm sao nhỉ? Nó cần phong lì xì á? Phong bao lì xì á? Quái thì có cái phong bao lì xì nào ở đây? Dãy hình con bướm à? Bắt đầu khó đấy anh em. Làm thế nào để tôi có thể là tiếp tục đi nhỉ? Ôi, shit. Nó cũng không quá kinh dị đâu anh em, hiện tại là nó mới có chỉ có phần nhắc mình kìa. Nhưng mình quyết tâm là mình không muốn nhắc. Không được. Không được. Ở đây nó 1 2 3 4. Cái này để làm gì ta? Tôi cũng không biết cái này để làm gì luôn anh em. Khó hiểu thật sự luôn. Rồi anh em ơi. 1 2 3 4. Cái này là làm nào? Mật khẩu mình không biết là mật khẩu gì luôn.
2 3 4 5 6 7. Rồi ok anh em. Cho gần mất một đồng tiền để xem cơ. Các bạn đang đùa tôi à hả? Chúng không thể vứt cái tiền này vào đây được. Đậu hũ thứ cũng không làm gì được anh em. Có tất cả là 12 số tương ứng với tiếng tiếng Trung Quốc ở trong này. Nhận vàng free. Xem quảng cáo nhận một vàng free. Ok, cái này mà mốt thì ngon ha. Không biết thì làm nào. Đốt thằng hình nhân này được không? Như vậy sẽ cháy đấy. Đây, cho mày tiền lì xì lên gì đó. Có lẽ nên đặt tiền lì xì vào trong bao. Nó yêu cầu cần một cái bao anh em ạ. Mình đốt bố cái này đi cũng được. Không được. Trong đèn lồng phản chiếu một chữ. Có tất cả là ba chữ ở trong này. Oh my god. Tất cả là 4 chữ anh em ạ. 4 chữ này sẽ tương ứng với đầu tiên là 5 này. 5 5 2 5 2 1 5 2 1. Chữ cuối là gì nhỉ? 5 2 1 3. What? Đúng không? 5 2 1 3. Oh, nice. Không phải cái này rồi. Cái nồi đây. Vãi cả nồi. Mình chỉ biết là 5213 là có thể mở được anh em. Nhưng mà thế thì cái hòm nào mới mở được? What the fuck? À, vậy. Đốt mày luôn bây giờ. Sao khó ghê. Đó, tôi phải xin trợ trợ giúp của trên mạng rồi anh em ạ. My God luôn đấy. Sẽ tìm áo cưới giấy. Áo cưới giấy. Kiểm tra thư để xem. Áo cưới giấy. Hướng dẫn à? Có chữ à? Mình đang xem xét là chúng ta sẽ mở kiểu gì. Họ là có cái hộp mà nhỉ. Diêm này. Bắt đầu ấy. À biết này còn một cái đồ nữa mà mình đã xem đâu. Đấy. Mấy quân mặt trược này hình như được cố ý đặt ở đây. Vẽ nồi nó là cái gì nhỉ? Cái con mặt trược này thì mình cũng không biết nó là để làm gì. Nó làm gì với cuối con mặt trược này nhỉ? Nó có ba. Mình đặt theo ba ba mặt trược này luôn anh em ạ. Được, hình như thế sao ấy. Đầu tiên là nè. Chữ gạch xuống dưới này và ba ba hai à anh em. Chìa khóa đây rồi, tưởng thế nào anh em, tôi đã tìm ra rồi đấy. Lấy cái này để mở khóa đây.
Không phải mở cái này anh em ạ. Không phải thôi, vấn đề gì đâu nhỉ? Không phải đây thì hay ở đây. Không phải. Cái này cũng không phải anh em nhá. Cái nồi này cũng không phải này. Cái chìa khóa để ở đâu nhỉ? Hay ở đây nhỉ? Không phải, cái này không phải anh em ạ. Cái chìa khóa này lạ ta. Làm sao mà có thể mình quyết tâm phải phải qua vượt qua được cái này anh em ạ. Hiện tại tôi chưa biết là vượt qua kiểu gì. Chắc chắn là sẽ liên quan tới tờ tiền, nhưng mà chúng ta sẽ cần một cái phong bì. Ok anh em. Đèn lồng phải thắp sáng lên. À đúng rồi, đây này. Đây mới là đúng chữ của nó này anh em ơi. Chúng ta sẽ cùng dài chữ lại nha, tất cả 6 chữ. Đầu tiên là sẽ 5. 5 rồi nè. 5 5 bao nhiêu? 5 2 5 2 1. Đấy, đèn 5 2 1. 5 2 1. 5 2 1 chữ chữ gì? 5 2 1 ở đâu? 5 2 5 2 7. Chúng ta sẽ từ từ nhá, chúng ta sẽ có 5 2 7. Đây mới là 1 này. Cái này mới là 1 này. 1 1 3 1 3 1 3 1 3 9 á. Ok. Chắc là phải về mở mở cái nào mà có 6 6 6 ô ấy. 5 2 5 2 7 1 3 9. Nó ở VIP có cái DC này. Ok. Cút 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 cút. Ai lại để áo liệm trong cái vali thế? Sợ vãi. Rồi. Đối xem thằng cu này. Giật hết cả mìn. Đây một game hay vãi. Anh em ạ, game này thật sự đúng xứng đáng được, có thể rất là hấp dẫn. Mau trả mạc ký đây. Lấy chìa khóa này mở cái đây. Rồi. Giật hết cả mìn nha. Mạc ký em ở đâu? Game hay nha anh em, và link tải mình sẽ để dưới phần mô tả phần comment nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.